Xin chào các anh chị, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin báo giá xe Hyundai tháng 2 của Liêm. Thì trong bản tin báo giá xe Hyundai ngày hôm nay, Liêm sẽ gửi đến các anh chị báo giá của dòng xe Hyundai Elantra. Thì trong tháng 2 này, Elantra đang có chương trình khuyến mãi lên đến 45 triệu tùy phiên bản. Thì giá nó sẽ cụ thể như sau: đối với phiên bản 1.6 AT tiêu chuẩn có mức giá là 564 triệu đồng, 1.6 AT full là 664 triệu đồng, 2.0 AT là 684 triệu đồng và phiên bản thể thao 1.6 N-Line là 774 triệu đồng. Và giá lăn bánh sau khi trừ đi các chương trình khuyến mãi thì phiên bản 1.6 AT tiêu chỉnh có mức giá là 628 triệu đồng, phiên bản 1.6 AT full có mức giá là 705 triệu đồng và phiên bản 2.0 AT mức có mức giá là 766 triệu đồng. Còn phiên bản 1.6 N-Line có mức giá là 858 triệu đồng. Để sở hữu xe, anh chị cần chuẩn bị số tiền trả trước tương ứng với các phiên bản như sau: phiên bản 1.6 AT tiêu chuẩn là 128 triệu đồng, phiên bản 1.6 AT full là 146 triệu đồng, phiên bản 2.0 AT là 152 triệu đồng và phiên bản 1.6 N-Line là 191 triệu đồng. Lãi suất ngân hàng và kỳ hạn vay sẽ được cập nhật tại thời điểm anh chị tham khảo, do hiện tại là ngân hàng cập nhật lãi suất liên tục nên Liêm không thể trong video ngày hôm nay Liêm không thể báo cái lãi suất chi tiết được, anh chị thông cảm, hãy liên hệ cho Liêm để nhận cái thông tin về lãi suất chi tiết. Và ngoài cái chương trình khuyến mãi tiền mặt ra thì khi anh chị mua xe sẽ được tặng những gói quà tặng hấp dẫn như sau: như là táp bi sàn, áo chùm xe, bao tay lái, búa thoát hiểm, bình chữa cháy, tinh dầu thơm, quý gia cao cấp, hoa giao xe, phí nhiên liệu. Ngoài ra, khi mua xe anh chị còn có cơ hội nhận được những gói phụ kiện cao cấp như là phủ gầm, phủ xe mít, dán phim cách nhiệt, lót sàn, camera hành trình. Anh chị hãy liên hệ vào số hotline để nhận thông tin chi tiết, là báo giá chi tiết cũng như là chương trình khuyến mãi được cập nhật tại thời điểm các anh chị tham khảo. Ngoài ra, tại Hyundai Đồng Tháp có dịch vụ là thu xe cũ, đổi xe mới và lái thử tại nhà khi mà anh chị đang tham khảo một dòng xe Hyundai bất kỳ. Tuy nhiên anh chị chưa có thời gian để đến đại lý xem xe cũng như lái thử, hãy liên hệ cho Liêm. Liêm sẽ đánh xe đến nhà hoặc là một địa điểm mà nó phù hợp với các anh chị để anh chị có thể xem xe và lái thử. Video đến đây là kết thúc. Trước khi kết thúc video, anh chị hãy dành ra 3 giây để đăng ký kênh cũng như nhấn chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Xin chào các anh chị. Trong tháng 2 này, với chiếc xe này, anh chị chỉ cần 95 triệu là có thể sở hữu em đó. Chỉ 95 triệu thôi, chỉ bằng một chiếc SH thôi, chúng ta có thể sau một chiếc xe ô tô và đi được 5 người che nắng, che mưa, có máy lạnh luôn. Chi tiết anh chị hãy xem ở phần sau của video. Trong tháng 2 này khi anh chị mua xe Hyundai i10 Sedan sẽ được khuyến mãi lên đến 40 triệu tùy theo phiên bản. Và nó sẽ cụ thể như sau. Chiếc xe anh chị đang thấy trên màn hình là chiếc xe i10 Sedan AT màu đỏ Win 2022. Xe này có giá là 455 triệu đồng và trong tháng 2 này khi anh chị mua xe sẽ được khuyến mãi tiền mặt lên đến 30 triệu cộng với 10 triệu phụ kiện tự chọn và giá lăn bánh sau khi trừ đi các chương trình khuyến mãi là 474 triệu đồng. Để sở hữu xe, anh chị chỉ cần trả trước 95 triệu đồng như Liêm đã đề cập đến ở đầu chưa video. Còn với các phiên bản xe Win 2023 thì sẽ có mức giá như sau: i10 Sedan 1.2 MT Bay có mức giá là 380 triệu đồng. Phiên bản tháng 2 15 triệu tiền mặt và 10 triệu phụ kiện. Và giá lăn bánh tiền mặt là 404 triệu đồng. Để sở hữu xe, anh chị chỉ cần trả trước 88 triệu đồng. Tiếp theo, i10 Sedan 1.2 MT đủ có mức giá là 425 triệu đồng. Phiên bản tháng 2 5 triệu tiền mặt cộng 10 triệu phụ kiện. Lăn bánh tiền mặt là 463 triệu đồng, trả trước 110 triệu để sở hữu xe. i10 Sedan số rộng Win 2023 sẽ có hai phiên bản sau,
Đầu tiên là i10 sedan AT bản bay có mức giá là 425 triệu đồng, và khuyến mãi trong tháng 2 này là 5 triệu tiền mặt cộng với 10 triệu phụ kiện tùy chọn, và giá lăn bánh sau khi trừ đi khuyến mãi là 463 triệu đồng. Để sở hữu xe, anh chị chỉ cần trả trước 110 triệu đồng. Và phiên bản cuối cùng là phiên bản số tự động full có mức giá là 455 triệu đồng, khuyến mãi trong tháng 2 này cũng cùng cái mức khuyến mãi là 5 triệu đồng tiền mặt và 10 triệu đồng tiền phụ kiện, và giá lăn bánh tiền mặt là 498 triệu đồng. Để sở hữu xe, anh chị chỉ cần trả trước 120 triệu đồng. Phụ kiện tự chọn, anh chị có thể chọn những món phụ kiện sau như là phụ gầm, phụ ceramic, dán phim cách nhiệt, lót sàn, bọc trần, cabin hành trình, vân vân. Ngoài ra, khi mà mua xe, anh chị sẽ còn được nhận gói quà tặng cao cấp như sau: táp bi sàn, áo chùm xe, bao tay lái, bình chữa cháy, búa thoát hiểm, quý gia đăng kiểm, hoa giao xe, tinh dầu thơm, phiếu nhiên liệu. Thông tin thêm với các anh chị đang dự định mua xe thông qua ngân hàng là hiện tại hồ sơ sẽ được duyệt online 10 phút có kết quả, không thẩm định nhà và không cần chứng từ chứng minh thu nhập, và kỳ hạn vay là từ 4 đến 8 năm, và mức lãi suất ngân hàng đang áp dụng là 13% tại thời điểm Liêm làm video. Anh chị khi tham khảo mua xe trả góp hãy liên hệ cho Liêm để cập nhật mức lãi suất mới nhất. Tại Hyundai Đồng Tháp có dịch vụ lái thử tại nhà. Anh chị đang quan tâm bất kỳ một dòng xe nào của Hyundai, tuy nhiên chưa có thời gian để đến đại lý xem xe cũng như là lái thử, hãy liên hệ cho Liêm để được xem xe và lái thử tại nhà. Và tại Hyundai Đồng Tháp cũng có dịch vụ thu xe cũ đổi xe mới. Anh chị hãy liên hệ cho Liêm để nhận thông tin chi tiết về chương trình. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Trước khi kết thúc video, anh chị hãy dành ra 3 giây để đăng ký kênh cũng như ấn chuông để nhận thông báo cho những video tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các anh chị. Đây là chiếc Túc Xanh Win 2023 đầu tiên về đại lý Hyundai Đồng Tháp. Thì trong video ngày hôm nay, Liêm sẽ gửi đến các anh chị báo giá chi tiết và chương trình mua trả góp của chiếc xe này. Xin mời các anh chị theo dõi video. Đây là bản thông số kỹ thuật của xe, đã thể hiện được là xe sản xuất năm 2023 hết các anh chị. Và trong năm 2022 thì Hyundai Tucson là lọt top 10 xe bán chạy nhất trên toàn cầu hết các anh chị. Và trong năm 2023 này thì dự đoán là Hyundai Tucson vẫn sẽ lọt top cao những xe bán chạy nhất toàn cầu và những xe bán chạy nhất Việt Nam. Vì nguồn hàng của năm 2023 này như dự đoán sẽ là dồi dào so với năm 2022 nên mức giá xe nó cũng tốt. Xin mời các anh chị tham khảo mức giá xe Tucson Win 2023 như sau. Phiên bản 2.0 tiêu chuẩn có mức giá là 845 triệu đồng, phiên bản 2.0 đặc biệt có mức giá là 955 triệu đồng, phiên bản 2.0 dầu có mức giá là 1 tỷ 060 triệu đồng, và phiên bản Tucson 1.6 Turbo có mức giá là 1 tỷ 055 triệu đồng. Thì trong tháng 2 này, khi anh chị mua Hyundai Tucson sẽ được gói quà tặng phụ kiện lên đến 15 triệu. Thì anh chị có quyền lựa chọn những món phụ kiện lắp đặt trên xe mình như là dán phim cách nhiệt, phụ gầm, phụ ceramic, lót sàn, camera hành trình và một số món phụ kiện liên quan, anh chị có thể tham khảo thêm. Và đặc biệt là sẽ được tặng thêm gói quà tặng cao cấp như là táp bi sàn, áo chùm xe, bao tay lái, búa thoát hiểm, bình chữa cháy, ví da đăng kiểm, tinh dầu thơm, hoa giao xe, phiếu nhiên liệu. Như vậy, giá xe lăn bánh trong tháng 2 này sẽ như sau. Đối với phiên bản 2.0 tiêu chuẩn, lăn bánh là 933 triệu đồng, phiên bản 2.0 đặc biệt là 1 tỷ 054 triệu đồng, phiên bản 2.0 dầu là 1 tỷ 169 triệu đồng, phiên bản 1.6 turbo là 1 tỷ 164 triệu đồng. Khi anh chị mua thông qua ngân hàng thì anh chị cần chuẩn bị trước số tiền tương ứng như sau. 2.0 tiêu chuẩn là 229 triệu đồng, 2.0 đặc biệt
là 258 triệu đồng, 2.0 dầu là 284 triệu đồng, 1.6 turbo là 283 triệu đồng. Về việc hồ sơ vay ngân hàng thì hồ sơ sẽ được duyệt online trong 10 phút. Anh chị chỉ cần gửi thông tin cho Liêm để làm hồ sơ online. Và đặc biệt là hồ sơ này sẽ không cần chứng minh thu nhập và cũng không thẩm định nhà. Và kỳ hạn vay thì từ 4 đến 8 năm. Tuy nhiên, mức lãi suất sẽ được cập nhật tại thời điểm các anh chị làm hồ sơ vay, nên anh chị hãy liên hệ cho Liêm để biết thông tin chi tiết. Và tại Hyundai Đồng Tháp có dịch vụ lái thử tại nhà. Anh chị đang quan tâm một dòng xe Hyundai bất kỳ nhưng chưa có thời gian để đến đại lý xem xe cũng như lái thử thì hãy liên hệ cho Liêm để được mang xe đến tận nơi để xem xe và lái thử. Và cũng tại Hyundai Đồng Tháp có dịch vụ thu xe cũ đổi xe mới. Anh chị muốn nâng đời xe hãy liên hệ cho Liêm số hotline dưới màn hình. Video báo giá xe Hyundai Tucson đến đây là kết thúc. Trước khi kết thúc video, anh chị hãy dành ra 3 giây để đăng ký kênh cũng như nhấn chuông để nhận thông báo cho những video báo giá tiếp theo, cũng như là những video trải nghiệm xe, những video giới thiệu về những dòng xe mới ra mắt. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào các anh chị, giá Terrazzo tháng 2 được khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ, giá lăn bánh sắp xỉ giá niêm yết. Anh chị cùng Liêm tìm hiểu qua phần sau của video nhé. Hyundai Terrazzo là một mẫu xe 7 chỗ thuộc phân khúc MPV của Hyundai vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 10 năm 2022. Xe được thiết kế vô cùng trẻ trung cùng với trang thiết bị và nội thất vô cùng hiện đại. Và ở phiên bản cao cấp, xe được sở hữu gói an toàn cao cấp Hyundai Smart Sense. Ngoài ra, ở phiên bản cao cấp, anh chị còn được hai tùy chọn là cao cấp 7 ghế và cao cấp 6 ghế. Cao cấp 6 ghế là chiếc xe anh chị đang xem trên màn hình đây. Và giá niêm yết của xe Hyundai Terrazzo lần lượt như sau. Đối với phiên bản tiêu chuẩn, mức giá niêm yết là 575 triệu đồng, phiên bản đặc biệt là 625 triệu đồng, phiên bản cao cấp 7 ghế là 675 triệu đồng, phiên bản cao cấp 6 ghế là 685 triệu đồng. Trong tháng 2 này, xe được giảm 100% lệ phí trước bạ và gói phụ kiện tự chọn lên đến 15 triệu đồng. Như vậy, giá xe lăn bánh của từng phiên bản như sau. Phiên bản tiêu chuẩn là 575 triệu đồng, phiên bản đặc biệt là 629 triệu đồng, phiên bản cao cấp 7 ghế là 679 triệu đồng, phiên bản cao cấp 6 ghế là 689 triệu đồng. Giá xe này thì nó tương đương với cái giá niêm yết luôn thưa các anh chị. Và để sở hữu xe, anh chị cần chuẩn bị số tiền tương ứng với các phiên bản như sau. Phiên bản tiêu chuẩn là 100 triệu, phiên bản đặc biệt 108 triệu, phiên bản cao cấp 7 ghế 116 triệu và cao cấp 6 ghế là 118 triệu. Gói phụ kiện 15 triệu, anh chị có thể chọn những loại phụ kiện như sau, như là phim cách nhiệt, lót sàn, phủ gầm, phủ ceramic, camera hành trình, vân vân. Ngoài ra, khi anh chị mua xe sẽ được tặng gói quà tặng cao cấp như sau, như là tắp bi sàn, áo chùm xe, bao tay lái, búa thoát hiểm, bình chữa cháy, hoa dầu xe, phiếu nhiên liệu, quý gia đăng kiểm, tinh dầu thơm. Khi mua xe trả góp, anh chị sẽ được duyệt hồ sơ online, trong vòng 10 phút sẽ có kết quả, đặc biệt không thẩm định nhà và không cần chứng minh thu nhập. Kỳ hạn vay linh hoạt từ 4 đến 8 năm, lãi suất sẽ được cập nhật tại thời điểm các anh chị mua xe. Một tin vui với các anh chị là khi các anh chị đang tham khảo một dòng xe Hyundai bất kỳ, tuy nhiên chưa có thời gian để đến showroom xem xe, thì hãy liên hệ cho Liêm để được đặt lịch xem xe và lái thử tại nhà. Ngoài ra, tại Hyundai Đồng Tháp có dịch vụ thu xe cũ đổi xe mới. Anh chị đang muốn nâng đời xe cũng hãy liên hệ cho Liêm. Video báo giá xe Hyundai Terrazzo đến đây là kết thúc. Trước khi kết thúc video, anh chị hãy dành ra 3 giây để đăng ký kênh cũng như nhấn chuông để nhận thông báo cho những video báo giá tiếp theo, những video cập nhật về những tính năng trải nghiệm xe. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Xin chào các anh chị. Hôm nay Liêm sẽ mang đến cho các anh chị một tin cực kỳ vui. Đối với các anh chị đang tham khảo dòng xe Hyundai Accent, thì trong tháng 2 này Hyundai Accent đang có chương trình khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ. Để nhận xe, anh chị chỉ cần chuẩn bị 88 triệu đồng là có thể nhận xe.
Bây giờ anh chị hãy thêm phần sau của video để biết thông tin chi tiết của chương trình nhé. Ngoài giảm 100% lệ phí trước bạ, Hyundai Accent tháng 2 còn được khuyến mãi gói phụ kiện lên đến 10 triệu. Anh chị có thể lựa chọn các món phụ kiện sau như là phụ gầm, phụ ceramic, dán phim tách nhiệt, lót sàn, camera hành trình, vân vân. Giá lăn bánh của Hyundai Accent 2022 lần lượt của các phiên bản như sau: Accent MT Full màu đỏ là 489 triệu đồng, Accent AT tiêu chuẩn màu đen là 509 triệu đồng, Accent AT đặc biệt màu đen là 549 triệu đồng. Khi anh chị mua thông qua ngân hàng thì cần chuẩn bị những số tiền tương ứng như sau: 94 triệu đồng đối với phiên bản MT màu đỏ, 88 triệu đồng đối với phiên bản AT màu đen và 94 triệu đồng với phiên bản AT đặc biệt màu đen. Vừa rồi là giá xe lăn bánh và mức trả trước cũng như là màu sắc của các phiên bản xe Vin 2022. Còn đối với các anh chị dự định mua xe Vin 2023 thì sẽ có mức giá lăn bánh và mức trả trước tương ứng như sau: phiên bản Accent MT Bay có mức giá lăn bánh là 463 triệu đồng và trả trước 109 triệu đồng. Phiên bản Accent MT đủ có mức giá lăn bánh là 519 triệu đồng và trả trước 124 triệu đồng. Và Accent AT tiêu chuẩn có mức giá lăn bánh là 534 triệu đồng, trả trước 113 triệu đồng. Còn phiên bản Accent AT đặc biệt lăn bánh là 580 triệu đồng và trả trước 125 triệu đồng. Khi mua xe vay tại Hyundai Đồng Tháp, anh chị sẽ được duyệt hồ sơ online trong vòng 10 phút có kết quả, không cần chứng minh thu nhập và không thẩm định nhà, lãi suất cực kỳ hấp dẫn với kỳ hạn vay linh động từ 4 đến 8 năm. Ngoài ra, khi anh chị đang quan tâm một dòng xe Hyundai bất kỳ, tuy nhiên chưa có thời gian để đến đại lý xem xe cũng như lái thử, có thể liên hệ cho Liêm để được đặt lịch xem xe và lái thử tại nhà. Đặc biệt tại Hyundai Đồng Tháp cũng thu xe cũ và đổi xe mới. Anh chị nào có nhu cầu nâng đời xe hãy liên hệ cho Liêm. Ngoài ra, khi mà anh chị mua xe sẽ được tặng những cái gói quà tặng hấp dẫn như sau, như là táp bi sàn, áo chùm xe, bình chữa cháy, búa thoát hiểm, tinh dầu thơm, ví da, hoa giao xe, phiếu nhiên liệu. Video báo giá xe Hyundai Accent tháng 2 đến đây là kết thúc. Trước khi kết thúc video, anh chị hãy dành ra 3 giây để đăng ký kênh cũng như nhấn chuông để nhận thông báo cập nhật cho những video báo giá tiếp theo cũng như những video trải nghiệm xe và hướng dẫn sử dụng xe. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.